nó muối đâu. Ta thấy khách hàng biết rồi mà bị tụt rồi, tụt ngùng rồi. Hay là mình không giao dịch nhiều rồi ta. Chị nghĩ giao dịch phải một tháng là kiểu 1 tỷ rồi á thì mới lâu nay không làm ăn, không giao dịch tiền tỷ tục chắc cho vài tháng.